Nếu người lâm chung Không thể niệm được Nhưng biết phương ý có Phật Mong muốn giảng sanh Cũng được giảng sanh Trong kinh Pháp Cổ Đức Phật nói với chúng ta Người niệm Phật Lúc sắp lâm chung Thân thể yếu ơ Không có âm thanh nữa Cũng chính là nói Câu Phật hiệu này Cũng niệm không nổi nữa Điều này không phải lo Chỉ cần trong tâm họ rất rõ ràng Rất thấu đáo Thật sự chính xác Có thể giới cực lạ Có Phật A-di-đà Trong tâm thật sự muốn giảng sanh Thật muốn thân cận Phật A-di-đà Chỉ cần có ý nghĩ này, ý niệm này Đều có thể giảng sanh Đây chính là loại lâm chung Mặc dù không có niệm này có cái ý niệm của niệm này cũng được Từ đức của Như Lai Di diệu khó nghĩ Đây là câu tán thán Như Lai Là Phật A-di-đà Ân ừ, đức đại từ đại bi Của Phật A-di-đà Thật sự không thể nghĩ bàn Chỉ cần có ý niệm này Không cần ra tiếng Đều có thể giảng sanh. Vậy nên An Lạc Tập nói Nên biết như lai có phương tiện thù thắng Thắng này là thù thắng nói cách khác phật a di đà có phương tiện pháp môn thù thắng vô cùng nhiếp hộ tính tâm nhiếp là nhiếp thọ hộ là hộ niệm nhiếp thọ hộ niệm người thật sự có tính tâm Điều kiện của tính tâm Chính là câu phía dưới này Chỉ lấy nhân duyên Chuyên ý niệm Phật Mong muốn giảng sanh Ở đây quan trọng nhất chính là Chuyên ý Ý chính là tâm Chuyên ý với chuyên tâm Là cùng một nghĩa chuyên tâm ý niệm về phật a di đà cũng chính là trong tâm quý vị đang nghĩ về phật a di đà thật nghĩ phật a di đà hy vọng trong cuộc sống thường ngày đem những tạp sự duyên tạp này Cố gắng nên ít Phải biết buông xả Dụng tâm của chúng ta Không những là niệm Phật Cuộc sống đối nhân sự thế Đều nên dùng tâm thanh tịnh Cái này là tu Đồng thời không phải nói Lúc niệm Phật dùng tâm thanh tịnh Tạp sự của cuộc sống thường nhật Thì chúng ta có thể dùng tâm bình thường Điều này không thể được Phật ở trong kinh giáo bảo với chúng ta Một chân tất cả chân Một giọng tất cả đều giọng Trong cuộc sống Tâm chúng ta dùng là tình cảm giả tạo Lúc niệm Phật Cái chân tâm này cũng không phải thật Đạo lý này phải biết Chư Phật Bồ Tát Chúng ta nói Pháp Thân Bồ Tát Tâm của họ dùng là chân tâm Không có vọng tâm Cho nên họ có thể chứng đắc cảnh giới của Pháp Thân Chúng ta luôn luôn cho rằng mình đã làm đúng Đó chính là lúc lễ Phật Niệm Phật Như trong kinh đã nói Chúng ta đem vọng niệm buông xả Nhưng trong cuộc sống hàng ngày Công việc đối nhân sự thì vẫn là vọng tân Vẫn là có tự tư tự lợi Danh văn lợi dưỡng Ngủ dục lục trần Tham sân suy mạng Cái này không thể Vì sao Có người niệm Phật Một niệm tương ưng Một niệm Phật Chúng ta niệm Phật một dạng tiếng Phật hiệu Có mấy tiếng được tương ưng tương ứng là công phu hiệu nghiệm không tương ứng là công phu chưa hiệu nghiệm đạo lý này chúng ta nên nghiêm túc mà suy xét mà suy nghĩ thật sự đã hiểu rõ nên sám hối sám hối là sửa lỗi làm mới lại đem những lỗi lầm này thật sự đem nó sửa đổi lại bắt đầu làm lại hoàn toàn học phật bồ tát thì đã đúng vì sao vậy phật bồ tát minh tâm chiến tánh. Phật bồ tát không có ô nhiễm một chút nào. Đối nhân sự thị hoàn toàn là chân tâm hiển bày cho nên chuyên tâm niệm Phật là quan trọng hơn gì hết